Hello, xin chào bạn nha. Đây mình hay trời mưa mình đi một vòng mình quay kỳ nhông con nhé bạn. Đây. Mình thì mình không không đụng chạm với chúng nhiều bởi vì hay trời mưa, giờ chúng di chuyển đến chỗ khác kia mệt mỏi nhé bạn. Đây. Đây, những con kỳ nhông rất là dễ thương nha bạn. Đó. Chà, đi kiếm mấy con khác nha bạn. Đây, cái bụi xả này thì hết rồi nha bạn. Sẽ qua bụi xả khác nha bạn. Đây, xả này có con nào không ta? Đây, có nha bạn. Đây, đây một con kinh nhông rất là to đẹp nha. Đó. Tôi chỉ đấy. Đó. Đây được hai con kiền nhông rồi nha bạn. Đây. Đó. Tiếp tục mình đi vòng vòng mình kiếm con kiền nhông thứ ba nào. Rồi, bụi xả này không có rồi ta. Sẽ đi qua bụi khác nha bạn. Đây. Tiếp tục một bụi xả nữa nha bạn. Đây kỳ nhông con đấy bạn. Đó. Đó. Đó đây là dễ thương nha bạn. Đó đây con kỳ nhông thứ ba. Đó. Tiếp tục mình sẽ dạo qua một vòng đây. Đây đó, kỳ nhông này nó chọn một chế độ chỗ rất là nghiêng nha bạn. Một kỳ nhông thứ tư này đó, rất là nhiều kỳ nhông con nha bạn. Đó. Đây vui vẻ chúng vui vẻ chúng chạy nha. Đó thôi mình tiếp tục nha bạn. Đây một con kỳ nhông nữa đây ạ. Đó. Con này thì để chọn này nằm chúc xuống theo phiến lá nha bạn. Đây. Đây, chúng có đuôi rất là dài. Đây, đó. Đó. Nằm dài bay nha bạn. Chạy rồi. Này. Chạy rồi bên trong kia đây bạn. Đây. Rồi. Đây nha bạn, đó. Mình sẽ kiếm con thứ 5 nè, thứ 5 đầu ra. Rồi, trên bụi xả đã hết rồi các bạn. Mình sẽ di chuyển qua bụi xả khác nhé. Đây. Đây, và ngay lập tức mình phát hiện ra. Đây con kinh nhông con nó bị ướt mưa hay là đó nó thức dậy rồi các bạn. Đây rất là nhỏ so với ngón tay của mình nhỉ. Đấy ngón tay của mình này. Đó. Đó nó chạy thiếu rồi. Rồi đây nha. Đó. Rồi mình quay con khác nha bạn để chúng chuẩn bị. Đây đó. Các bạn nhanh nhé bạn. Này. Con thứ 5 rồi chúng ta. Con thứ 6 này. Đó. Thứ 6 cũng rất là nhỏ nha bạn. Đây. Đó. 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 Đó.
nhìn nhầm đâu. Đây con thứ 7 nè. Nhông con này thì là vị trí rất là đẹp nha bạn, làm cọc cống lưới như này đó là tuyệt vời nha. Đây. Mình sẽ kiếm gì nữa đấy, kiếm vui thử thôi, như này kiếm chặt thì nó làm sao thoát được đúng không ạ. Thôi đây con thứ 7 đúng không. Rồi mình kiếm cho con thứ 8 nhé. Đây đây con thứ 8 đây bạn. Một vị trí rất là đẹp. Đây con tay của mình đây đó. Con này thấy là thích hơn con kỳ nhông như thế nào nhá. Đó con thứ 8 nha bạn. Nhỏ, dễ thương đó. 8 con kỳ nhông rồi. Hy vọng là đây, đây đây đây. Rồi phát hiện con kỳ nhông thứ 9. Con kỳ nhông thứ 9 này rất là đặc biệt nha bạn. Thì con kỳ nhông thứ 9 bị dị dạng các bạn. Thôi con này thì mình không có đụng chạm gì nhiều như vậy. Ta có thể để ý đuôi nó này. Đuôi nó bị vẹo cột sống các bạn. Đấy. Rất là khổ cho con kỳ nhông này các bạn. Này con này nó trưởng thành rồi. Đấy. Thì nhiều thứ 9 rồi. Mình sẽ tiến hành mình tìm kiếm thêm con kỳ nhông thứ 10 chăng. Đây 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 đây. Con kỳ nhông thứ 10 đây. Đây là, một con kỳ nhông nhỏ. Còn có 10 con kỳ nhông à. Tuyệt vời luôn. Mình dùng ngón tay mình tiếp cận nữa. Phát hiện ra phát hiện ra ngón tay của mình rồi các bạn. Nó chạy. Chạy anh đây rồi các bạn. Thôi nhớ các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là buổi xả cuối cùng rồi. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ quay những video của những con kỳ nhông khác ở trên cây khác nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.